Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tổng quan công việc, học tập của bạn trong 3 tháng tới như thế nào. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là công việc học tập của các bạn trong 3 tháng tới sẽ ở trạng thái là dừng lại. Kiểu như là bạn muốn ổn định lại. Nếu như mà đây có khó khăn thì bạn không muốn nó lùi. Và khoảng thời gian này bạn cũng không nên quá là đẩy nhanh cái tiến độ. Bạn chỉ nên từ từ thư giãn bản thân của mình. Thời gian sắp tới thì mình thấy là các bạn cần giống như là chậm mà chắc làm những cái việc gì á, thì các bạn cũng phải cần chắc chắn những cái việc đó chứ không phải là học qua loa cho nhanh. Mình thấy là nếu như mà bạn làm kỹ những cái khoảng thời gian này về công việc học tập thì nó sẽ là một cái bàn đạp hướng phát triển cho các bạn sau này. Nhìn chung thì mình thấy là khoảng thời gian 3 tháng tới thì các bạn nên giữ cho công việc học tập của các bạn ở vị trí cân bằng, ổn định, không tiến cũng không lùi. Mình thấy như vậy là ổn hơn.